thế đã say rồi nói chuyện hay. Bài này chứ ít nhất là phải 200. Dữ không? Hướng khách sạn Quốc Hùng á. Anh nghe nó kêu à? Hả? Nó kêu á? Đây có người ta, cái khoảng không gian này nó cũng trống rộng. Nó hơi trũng. Học trống.